kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế sau dịch Covid-19. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa, dịch vụ. Bỏ giãn cách ở bậc tiểu học để xóa bỏ những thành tích ảo, hướng đến một nền giáo dục giả thực, học thật. Ý kiến từ các chuyên gia giáo dục trong phần của chương trình. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ năm, ngày 16 tháng 7. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ hãy bắt đầu khởi động một ngày mới. Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thế Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị của trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, chỉ thị 40 của Ban Bí thư đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là tập trung các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Cụ thể, đến cuối tháng 6 năm 2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt trên 129.000 tỷ đồng, tăng gần 70% so với khi chỉ thị bắt đầu được ban hành vào cuối tháng 11 năm 2014. Đã giải ngân trên 336.000 tỷ đồng cho hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Nguồn vốn này phủ khắp 100% xã, phường, thị trấn trong cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp trên 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm cho trên 1,3 triệu lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2016 đến nay luôn đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao hàng năm tại chương trình giảm nghèo bền vững. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng làm rõ thêm một số tồn tại hạn chế với những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai, những nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị đề xuất. Hội nghị cũng dành thời gian cho các tham luận đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Thế giới, đánh giá kết quả triển khai, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện chính sách tín dụng xã hội. Tham luận tại các địa phương cũng chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể trong quá trình triển khai, cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện chỉ thị hiệu quả hơn thời gian tới. Bước sang ngày làm việc thứ hai, sáng qua, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 tiếp tục xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán ngân sách địa phương và chương trình trọng điểm kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Dưới sự điều hành của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu dành nhiều thời gian để phân tích và góp ý vào các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch Covid-19. Phát biểu đặt vấn đề thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt thấp, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chỉ mới thực hiện đạt được 50%. Làm thế nào để có giải pháp tìm hướng đi cho sự phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh, cần phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu hội đồng, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp. Bí thư cho biết, dự báo tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm ước đạt từ 5 đến 6,75%, tương ứng công nghiệp xây dựng khoảng 9%. Dịch vụ tăng từ 2,5 đến 6%, nông nghiệp tăng 4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,79%. Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 2,85% đến 3,77%, tương ứng công nghiệp xây dựng 6,7%, dịch vụ tăng từ 0,19 đến 2%, nông nghiệp tăng từ 2,39 đến 2,41%. Dự kiến hụt thu ngân sách 18% so với dự toán. Với kết quả này sẽ thấp hơn so với kế hoạch cả năm từ 7,5% đến 8%. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc cao độ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân để có những hướng đi đúng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng của năm 2020 và những năm tiếp theo. Góp ý vào nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm, ông Lê Hữu Minh, quyền giám đốc Sở Du lịch cho rằng, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới chưa được kiểm soát, thì trong 6 tháng cuối năm vẫn ưu tiên tập trung khai thác, thu hút khách du lịch nội địa, chú trọng các giải pháp kết cấu du lịch đối với thị trường khách trong tỉnh, người Huế đi du lịch Huế, tập trung đầu tư nâng cấp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thu hút mạnh du lịch hội nghị MICE, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, mở rộng liên kết du lịch giữa các địa phương, tăng cường an ninh an toàn tại các điểm du lịch sông suối, biển, hồ. Ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn du lịch kết nối liên hành, đẩy mạnh công tác liên kết mà tiêu biểu là liên kết du lịch giữa ba địa phương
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Tương đến liên kết ba địa phương này với các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Có những giải pháp thay đổi hình ảnh về Huế, xây dựng môi trường xanh, sạch, sáng, điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện. Chúng tôi bên cạnh cái việc mà kêu gọi kích cầu rồi là thì một trong những cái giải pháp mà chúng tôi cho là quan trọng nhất là phải giữ đa dạng cái sản phẩm, đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là một cái là hết sức là cần thiết. Chia sẻ về những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải, ông Lê Việt Sĩ thông tin ngành ngân hàng xây dựng phương án duy trì hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo các gói hỗ trợ doanh nghiệp vay ưu đãi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm hạ lãi suất dư nợ hiện hữu. Đến ngày 6 tháng 7 năm 2020, có 768 khách hàng, trong đó có 107 doanh nghiệp được cơ cấu lại thời gian trả nợ với dư nợ được cơ cấu là 901 tỷ đồng. Có 2.138, trong đó có 208 doanh nghiệp được miễn giảm lãi, hạ lãi với dư nợ hơn 2.500 tỷ đồng. Số tiền được miễn giảm lãi là 4,6 tỷ đồng. Có gần 1.400 khách hàng được vay mới để khôi phục sản xuất kinh doanh, với số vay từ khi công bố dịch đến ngày 6 tháng 7 là hơn 5.500 tỷ đồng. Liên quan đến các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do tác động của dịch Covid theo chỉ thị số 11 của chính phủ cũng như kế hoạch 94 của Ủy ban tỉnh, thì ngành ngân hàng đã chủ động ra soát nắm bắt tình hình thiệt hại đối với khách hàng liên quan, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng thực hiện theo thông tư 01 để cơ cấu lại khách hàng trả nợ cũng như là miễn giảm phí và giữ nguyên nhóm nợ cho đối với khách hàng có thể dư nợ thiệt hại do dịch Covid. Ngay nhà nước thời gian qua đã là đường dây nóng thành lập những tổ thường trực để tiếp nhận xử lý nhanh các khách hàng có vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện theo thông tư này. Cùng với những giải pháp từ các sở ban ngành địa phương, phát biểu tiếp thu ý kiến và giải trình các nội dung để Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành bằng việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thiết thực, hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả. Tỉnh cũng chủ động có chính sách, giải pháp phù hợp, hữu hiệu, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đề ra nhằm khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại phiên bế mạc. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan, tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp và thông qua 14 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế xã hội sau tháng còn lại của năm 2020 để quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ sau tháng còn lại của năm 2020 là rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong khôi phục phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện để khởi công các dự án ngoài ngân sách, dự án động lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch, kết cấu phát triển du lịch dịch vụ, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt. Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực và đồng hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2020. Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, những tháng của năm 2020 và những năm tiếp theo, kinh tế xã hội của tỉnh sẽ có những khởi sắc mới hơn. Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị tham gia ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.
Tại hội nghị, các đại biểu tán thành và thống nhất cao với sự đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như các phương hướng đề ra nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nhấn mạnh đến nhiệm vụ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện, môi trường và thông minh. Phần lớn các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với 15 chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong dự thảo, nhưng trong phần nhiệm vụ xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, không rác thải. Trong phát triển kinh tế, nhiều đại biểu đề nghị chú ý đến yếu tố nâng cao sức cạnh tranh và chú ý đến việc nâng cao giá trị của 1 hectare đất canh tác, hạn chế cho được tình trạng nhiễu nhương gây cản trở đầu tư. Cần đưa vào chính sách thu hút đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu bắc qua phá Tam Giang để thúc đẩy phát triển du lịch biển và đầm phá. Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15/7/1950, 15/7/2020 và sơ kết công tác hội sau 8 năm. Tại hội nghị, các cựu thanh niên xung phong Thừa Thiên Huế đã cùng ôn lại truyền thống 70 năm thanh niên xung phong Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc. Lực lượng thanh niên xung phong đã hăng hải tham gia nhiều nhiệm vụ chiến lược như mở đường, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, rà phá bom mìn với tinh thần sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Trong hơn 38 vạn nam nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên chiến trường, đã có hơn 6.700 người hy sinh, hơn 40.000 người bị thương và 14.000 người bị nhiễm chất độc da cam. Những sự hy sinh anh dũng đó của lực lượng thanh niên xung phong sẽ mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay học tập. Tại Thừa Thiên Huế, Hội Cựu Thanh niên xung phong được thành lập từ năm 2006, đến nay đã có hơn 4.800 hội viên. Xung kích ở chiến trường, còn ở thời chiến, họ cũng tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị xã hội, phòng chống tham nhũng và nhiều phong trào khác do cấp ủy, chính quyền, mặt trận phát động. Tinh thần của người thanh niên xung phong năm nào luôn được giữ vững, phát huy trên nhiều phương diện. Dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh cũng đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2020. Ngày hôm qua, thành phố Huế bắt đầu chi trả đợt 2 cho các đối tượng khó khăn do COVID-19. Ngoài các trường hợp đã có danh sách phê duyệt, các địa phương vẫn tiếp tục thẩm định các trường hợp còn lại. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Huế đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 cho 31 người là lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phú. Mỗi lao động được nhận tiền hỗ trợ là 1,8 triệu đồng, tổng số tiền chi trả là 55 triệu 800 nghìn đồng. Đây là những đối tượng lao động đầu tiên diện phải tạm hoãn lao động hoặc phải nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian 1 tháng liên tục trở lên trong thời điểm COVID-19. Trong khi đó, doanh nghiệp du lịch này hiện gặp khó khăn về tài chính nên không có nguồn để trả lương theo quy định. Từ ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành cấp tiền để các địa phương thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tự do. Bốn phương được cấp trên thẩm định và đã nhận được quyết định cấp kinh phí là An Cửu, An Tây, Vĩnh Ninh và Vĩ Dạ với tổng số tiền là hơn 1.150 trường hợp. Trong đó có 91 trường hợp lao động làm nghề bán vé số ở bốn địa phương nói trên cũng đã có quyết định nhận tiền hỗ trợ. Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt danh sách hơn 4.200 trường hợp lao động tự do có đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ do COVID-19 trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Hiện vẫn tiếp tục thẩm định những trường hợp đủ điều kiện còn lại sau khi bổ sung thông tin trong thời gian tới. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn gửi các đội quản lý thị trường trực thuộc yêu cầu tăng cường kiểm tra kiểm soát về an toàn thực phẩm và cả hàng hóa dịch vụ. Công văn nêu rõ hiện nay người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chuyển sang trạng thái bình thường mới sau khi đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế đang là tâm điểm của người dân cả nước hướng về trong các dịp nghỉ hè, lễ mùng 2 tháng 9 và các lễ hội khác. Nhằm góp phần tạo hình ảnh mới cho tỉnh Thừa Thiên Huế trên các mặt, nhất là văn minh thương mại và dịch vụ du lịch trong lộ trình xây dựng thành phố trực thuộc trung ương, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đội quản lý thị trường trực thuộc tập trung kiểm tra, kiểm soát những địa bàn, khu vực mặt hàng kinh doanh trọng điểm như các điểm tham quan du lịch, các điểm tổ chức lễ hội, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, bến bãi tập kết, kho tàng, nơi giao nhận, phân phối hàng hóa, kiểm tra hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quả hàng sử dụng, kiểm tra dịch vụ trong giữ phương tiện, ăn uống, giải khát. Tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, giám sát việc thực hiện việc niêm yết giá và bảng đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi định giá bán bất hợp lý đối với hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường trách nhiệm của các cán bộ công chức quản lý địa bàn và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc quản lý, giám sát địa bàn. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại, dịch vụ chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tích cực của người kinh doanh và du khách trong cuộc đấu tranh phòng chống các vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ. Thường xuyên bố trí một tổ công tác ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống bất thường của thị trường.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, một số bệnh viện đang ghi nhận số ca mắc bệnh chân tay miệng gia tăng trong những tuần nắng nóng gần đây. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện, không có tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc và số trường hợp nhập viện đều giảm. Tuy nhiên, tại một số tỉnh thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng ghi nhận số ca mắc tay chân miệng gia tăng trong các tuần gần đây. Theo các bác sĩ, bệnh tay chân miệng có diễn biến nhanh và có nhiều biến chứng nguy hiểm. Các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể nhận biết trẻ mắc bệnh qua các dấu hiệu như sốt nhẹ hoặc sốt cao, đặc biệt khi sốt cao không thể hạ là dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng. Ngoài ra, dấu hiệu nhận biết bệnh còn biểu hiện ở các tổn thương ở da, rạc đỏ, mụn nước ở các vị trí như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối. Khi phát hiện các biểu hiện trên, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai áp dụng ứng dụng mua vé tàu và thanh toán trực tuyến trên điện thoại smartphone. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ứng dụng hỗ trợ khách hàng mua vé tàu trên các thiết bị mobile, iPad, tablet với giao diện thân thiện hơn, các bước, thao tác, chọn tàu, chọn vé, chọn phương thức thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ứng dụng này cũng giúp khách hàng tra cứu được lịch sử giao dịch, vé đã thanh toán, chưa thanh toán. Khi đi tàu, hành khách chỉ cần xuất trình màn hình vé điện tử cho nhân viên soát vé cùng giấy tờ nhân thân. Khách hàng có thể tra tìm ứng dụng vé tàu của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trên CH Play của Google hoặc Apple Store của Apple với logo ứng dụng vé tàu Beta, từ khóa tìm kiếm DSVN vé tàu đường sắt. Tiếp tục với những thông tin khác, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm giai đoạn 2015-2020, các cấp hội phụ nữ thị xã Hương Trà đã làm tổ công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Đặc biệt, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao vai trò vị trí người phụ nữ, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Thực hiện tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong thị xã vận động xây dựng, sửa chữa được 15 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 585 triệu đồng, trao 1.112 suất học bổng Nguyễn Thị Đình với tổng kinh phí 516,5 triệu đồng cho học sinh nghèo hiểu học, giúp 6.978 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với dư nợ 196 tỷ đồng, phối hợp với các ngân hàng giải ngân trên 42.000 tỷ đồng cho 1.461 hội viên vay phát triển kinh tế. Giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động cả phong trào thi đua sâu rộng trong cả cấp hội phụ nữ, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của hội, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác hội. Ban quản lý chợ Đông Ba phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ viên chức và tiểu thương trong chợ. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, nhân viên ban quản lý chợ và các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đông Ba được nghe phổ biến các quy định của luật phòng cháy và chữa cháy, các văn bản liên quan đến công tác phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, một số kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy, chợ, trung tâm thương mại, phòng cháy chữa cháy điện. Hướng dẫn cách sử dụng, kiểm tra, bảo quản phương tiện bình chữa cháy sách tay, hệ thống báo cháy tự động, quy trình cứu chữa một vụ cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn trong điều kiện xảy ra cháy nổ. Chợ Đông Ba là trung tâm buôn bán lớn tập trung nhiều mặt hàng dễ cháy, thời tiết lại đang trong những ngày cao điểm nắng nóng. Do đó, những kiến thức về phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết để nâng cao khả năng phối hợp và tính chủ động của tiểu thương và các lực lượng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Sáng qua, công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Ga Petrolimex Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân đảm bảo an toàn vì người tiêu dùng. Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế hàng năm cung ứng ra thị trường trên 3.000 tấn ga. Vì vậy, công ty luôn thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa và kiểm định hệ thống đường ống công nghệ sử dụng ga cho tất cả các khách hàng, đặc biệt là hệ thống ga tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất. Kể từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 7, các khách hàng sử dụng bình ga 48 kg sẽ được kiểm tra, bảo dưỡng miễn phí nhằm đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ ga. Chương trình này là hoạt động thường xuyên lâu dài của hai công ty, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự an toàn của khách hàng và cộng đồng. Thưa quý vị, câu chuyện cả lập nhận giấy khen 10 năm lẻ loi được dư luận quan tâm thời gian qua một lần nữa cho thấy căn bệnh thành tích trong giáo dục. Có ý kiến cho rằng đã đến lúc cần bỏ giấy khen ở bậc tiểu học để xóa bỏ những thành tích ảo, khẳng định một nền giáo dục giải thực học thực. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện đang được nhiều người quan tâm vào thời điểm này. Bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.
cả lớp giơ giấy khen lên khoe, duy nhất một học sinh không có. Ngay lập tức, bức ảnh này nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ với em học sinh này. Nhưng cũng có không ít người tỏ ra bức xúc cho rằng, bức ảnh đã vô tình làm tổn thương em. Cô giáo có lẽ là thay cái hình thức là cầm cái bảng đó, giơ cái bảng khen đó để còn một bạn lại nhìn lại các bạn khác thì kể ra cũng không nên, theo tôi nghĩ là cũng không nên. Mặc dù nguồn gốc của bức ảnh chưa được xác minh, nhưng câu chuyện như thế này không phải lần đầu xảy ra và nó phơi bày nhiều vấn đề như bệnh thành tích, hình thức ở trong trường học. Mà chúng ta hiện nay đang làm nhiều việc vô thức, nhất là trong nhà trường, phải chú ý đến tâm lý giáo dục. Tức là các thầy cô giáo phải nhận thức được ta làm việc này đúng hay sai và nó có tổn thương học sinh như thế nào hay không. Việc đổi mới đánh giá học sinh ở các bậc học, trong đó có bậc tiểu học, đã được ngành giáo dục thực hiện trong nhiều năm qua. Nhiều chuyên gia cho rằng việc đổi mới giáo dục nhưng nửa vời đã gây ra nhiều hệ lụy. Giấy khen rõ ràng đã là vật lỗi thời của giáo dục tiểu học, sau khi thông tư 22 được áp dụng nhưng lại chưa được loại bỏ hoàn toàn. Việc khích lệ khen thưởng có thể được tiến hành bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết phải phạt giấy khen mới là khen. Với các em học sinh khi đã không đánh giá giỏi, khá, trung bình, kém thì các em rất cần một tờ giấy chứng nhận là con đã học xong một lớp. Ví dụ như là cô giáo chỉ cần ghi một câu rất đơn giản là cô chúc mừng con đã học xong lớp 1. Đấy là một thành tích rất là tốt, ví dụ như vậy, và phát cho tất cả các học sinh. Nó giống như giấy chứng nhận lên lớp và điều này thì các con sẽ rất là thích. Hoặc đơn giản là các thầy cô sẽ viết cho mỗi bạn một lá thư tay, không cần nhiều, chỉ cần 2-3 dòng thôi, các thầy cô sẽ nhắc là kỷ niệm về con. Lên tiếng về sự việc này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, bức ảnh nếu có thật, giáo viên đang làm sai hướng dẫn và sai quan điểm của Bộ trong đánh giá học sinh. Việc khen không đúng thực chất, khen không đúng bản chất còn tồn tại ở một số cơ sở giáo dục, cần được tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều người đặt câu hỏi liệu chương trình mới có thay đổi cách tiếp cận trong ngành đánh giá học sinh hay không. Đây cũng là vấn đề đòi hỏi không chỉ ngành giáo dục mà cả xã hội cần chung tay tìm giải pháp. Kết thúc chương trình sáng nay, như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại, nên Thừa Thiên Huế mới thay đổi. Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Độ ẩm phổ biến ở mức từ 75 đến 80%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m. Cảnh báo cháy rừng vùng đồng bằng và Nam Đông cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đề nghị các chủ rừng và các hộ ở gần rừng có biện pháp phòng chống cháy rừng.